Nam Mô A Di Đà Phật. Hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay biết được hoàn cảnh gia đình của bà nay đã lớn tuổi, sức yếu tuổi già, đời sống rất là khó khăn, mang đến trao tặng cho bà món quà tình thương của vợ chồng của cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ, trao tặng cho bà 300.000 và gửi tặng món quà tình thương của gia đình cô Vicky cùng với chú Hương ở bên Mỹ, gửi tặng cho bà 300.000. Ngày hôm nay bà nhận về là 600.000, cảm tạ công đức lành của gia đình cô Dung và chú Nghiệp cùng với gia đình cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ. Cầu chúc cho hai gia đình của vợ chồng cô chú sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Trong cái lúc tuổi già, hoàn cảnh khó khăn của bà nhận được 600.000 này cũng giúp cho bà có tiền đi mua thuốc về uống, có tiền mua gạo ăn. Bà ơi, hôm nay hai gia đình của cô chú ở bên Mỹ gửi tặng cho bà có vui không bà? Dạ vui lắm chú ơi, nhưng mà tôi cũng niệm Phật nhờ ơn trên phù hộ độ cho hai cặp vợ chồng bên Mỹ. Dạ. Tràn đầy hạnh phúc, có làm nhiều phước đức cũng cho xã hội. Tôi cũng mang ơn mấy chú, giờ mấy cô, mấy chú đó rất nhiều lắm. Tôi già cả rồi không biết nói gì nhiều, chú thông cảm đừng buồn nha. Dạ, Nam Mô với bà, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Trời ơi, nó tỉnh xuống em. Thôi đi. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Ở đâu chạy vô như trời ơi, cũng mấy cô cũng nhiều. Chào bà nha bà. Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ duyên lành bằng tình cảm yêu thương thì ngày hôm nay đến với một hoàn cảnh của một cụ bà sống trong một cái ngôi nhà nho nhỏ thôi đó, chẳng có một cái thứ vật chất gì là cao sang quyền quý cả. Nay đến để chia sẻ một chút yêu thương với hoàn cảnh của bà, để hiểu được cái cuộc đời của bà, để trong cuộc sống này. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Bà ơi, con xin chào bà nha. Hôm nay đủ cái duyên nên con đến để chia sẻ tình thương với bà. Dạ. Bữa nay bà có khỏe không? Khỏe thì nó cũng khỏe đâu, cái sức khỏe tôi chứ không có được khỏe gì cả. Dạ. Bà có ngồi dậy nổi không? Vậy hả? Dạ. Cái giò nó đi không nổi nữa. Đi giò không nổi là cái giò bị gì mà đi không nổi? Mỗi lần ta nói bị thần kinh tọa hay gì đó. Bây giờ ngủ đêm tới sáng cái ra đi không muốn nổi. Dạ. Vậy ba, bây giờ con hỏi bà nha, bà tên gì, bà tên gì và tên họ là gì? Đoàn Thị Đẹp. Dạ, năm nay bà nhiêu tuổi rồi bà? 74 rồi. 74 tuổi rồi. Dạ. Rồi bây giờ lớn tuổi gì rồi, bà có mỗi ngày có đi làm cái gì để bà kiếm tiền sinh sống qua ngày không? Không có làm nổi chú, bởi vì tôi nghỉ bận bộn hôm nay là tôi hồi đó tôi đi mót lúa không à. Rồi cái tôi lên đồng bữa đó cái tôi bị bệnh tim. Cái mệt quá cái tôi có chừng 30 lít lúa rồi tôi đã lên nổi với tôi khóc rồi. Tôi biết tôi hết mặn nổi rồi. Rồi tới giờ đi chích thuốc người ta biểu đi trị bệnh để tôi nói không có tiền. Chích bữa nào người ta cho được 100-200 thì mình đi chích được bữa hai bữa, còn không có là thôi. Bà là bị bệnh gì mà người ta kêu bà đi chích thuốc? Bệnh tim. Bệnh tim hả? Rồi bây giờ không biết cái gì mà tùm lum trong mình, yếu xịu sợ rồi chú ơi. Có khi dạ. hôm trước Tết tôi tính chết rồi đó. Mà không ăn cơm được 18 ngày. Không ăn miếng cơm mà không uống được miếng nước nữa. Mà sao chưa chết? Dạ. Rồi bà còn chồng hay là con cái gì bà không? Chồng tôi chết rồi 30 năm à. Dạ, yeah, ông chết 30 năm. Rồi có ai chăm sóc bà không? Không, có đứa con đó, nó nghèo đó, nó đi ở đợi người ta rồi đó. Yeah. Bà có người con hả? Con đứa một à. Con gái hay trai vậy bà? Gái. Rồi đi ở đợi là ở cho ở nhà người ta luôn hay là dẫn về với bà? Ở nhà người ta luôn, yeah. Ở mặn cho người ta đó. Hai đứa con. Rồi có hai đứa con mà chồng có vợ khác rồi thôi bỏ nữa. Khổ vậy đó. Rồi để cho bà nội nó nuôi chứ mình không dám lấy gì đây, đâu có gì đâu mà nuôi. Mình còn không có ăn nữa. Đâu có nuôi cháu được, thôi kệ. Dạ. Đây người ta cho ăn không à, khỏi nữa.
hết cái ao người này cho 10 lít 10 ký rồi này kia vậy ăn, còn tiền lâu lâu người ta có thì nó cho em đó. Tôi hôm trước đó tôi đau quá cái tôi đi xin tứ mẹ nó cho 100 nữa 100 nghìn chích thuốc chứ không có tiền. Yeah. Vì là khi nào mà có tiền á thì bà mới đi chích thuốc hả? Ừ. Yeah. Có rồi thôi, chịu. Ừ. Chứ không lẽ mình xin tao hoài sớm giờ mình cũng nhiều khi ta cũng không có dư nữa. Có mấy người dư thì tao cho được. Yeah. Bà bệnh tim thôi hay là bà có bệnh gì nữa không bà? Tôi cái biết chính thì bệnh tim, còn cái bệnh gì nữa tôi không biết. Cái hai cái giò này sẵn sáng trong mồm chung ra đi không muốn nổi. Tôi ngồi gì nặng hầu chừng tiếng hồ tôi đứng gì tôi đi cũng không muốn nổi, không biết gì sao. Rồi mấy cái đó tôi kể mẹ đi. Tôi không biết cái gì nói mà không biết gân cốt làm sao mà nó đi không muốn nổi. Yeah. Tôi nói tôi thương hồi đó tại còn trẻ mà mặn quá mà nghèo đó. Mặn quá mặn rồi giờ nó già rồi đó. Tôi mới có chồng đó là tôi mới sanh có 3 bữa là tôi đi đẩy ra gặp với ông này bị nghèo quá. Có 3 bữa bây giờ chắc tôi độ vậy đó. Không biết phải ông hai sanh bệnh gì nữa không biết. Luôn đuổi gà gai. Cái gì hả? Chú gì vậy? Ủa đuổi chó gà đuổi gì vậy? Nó cắn, nó trời cắn. Ơi nó mà cắn nó hiền khô à? Có ai vậy? Nó hiền khô à? Lu có ai cho bà? Của nhỏ gái rồi nhỏ xin có bị lớn gì nè. Yeah. Rồi bây giờ nó hiền quá thấy thương nó rồi không lẽ bỏ nó được. À, rồi bà nuôi luôn á hả? Ở cho có bạn đấy. Yeah, ở cho có bạn với bà. Trời bé Lu hết hồn. Ừ. Tại vì ở nhà người lạ con sợ chó lắm. Ừ. Con không biết được chứ dụ bà nuôi và biết tính nó. Ừ. Còn mình lạ lạ đâu biết đâu bà. Nói nha, bây giờ người ta làm phước không lẽ mình cho người ta ăn thịt tôi mình thấy cũng tổng. Vậy hả? Dạ. Lỡ rồi chia sẻ với nó đi có cơm nhiều ăn nhiều có ít ăn ít đi. À dạ. Cũng tội quá à. Nó không á. Dạ cưng quá à. Bà ơi uống nuôi hiền mũi à. Uống nuôi à. Mà nó hiền khô à. Vậy nó à. Hiền khô à dạ. Bé Lu cưng quá bà ơi. Rồi giấc tối rồi ngủ ở đâu đây. Bà ngủ ở đâu? Bà ngủ ở đây hả? Có nhiều chỗ ngủ à. Nhà không có chỗ nào ngủ nữa. Vậy hả? Rồi bé Lu nằm ở đâu? Vô trong đó đó. Có chỗ đó đó. Con thấy trên niệm nè à, cái gì vậy? Sao bung bung lên rồi cây gì bung bung lên hả? Nó gấp nói. Mấy cái cây gì dạ? Cây móc lỗ tai hả? Bà cho thấy đường không? Không thấy rõ chú ơi. Hàng kia tôi kiếm cái này hôm qua nay đâu mất tiền của tôi. Vậy hả? Bà không có thấy rõ hả? Hàng kia tôi nói của tôi nói để đâu mất tiền ta? Đó, con thấy nó đổ trên giường kìa, đổ đầy hết trơn trên đó luôn kìa, đổ trên niệm của bà kìa. Bà mò mò đi, bà mò mò cái tay đi. Tràng ơi, đứt ruột, đứt gan, chạnh lòng. Con mắt có mà không thấy rõ chú ơi. Vậy hả? Dạ, đó, cây kéo, cây gì luôn đó nghe. Bà mò mò chánh niệm bà đi. Trời ơi, bây giờ tôi kiếm quá trời. Vậy hả? Không có giá, cái mùng, không có gắt. Vậy hả? Cái mùng gắt hả? Rồi mà kiếm quá trời, chúng nó không biết đâu mất tiền mà. Dạ. Giáp với mẹ, nhít với mẹ chứ không có giáp. Dạ. Để mũi vô cắn quá chú ơi. Đâu bà gom lại đi, nó còn trên giường còn ở trên đầu luôn kìa. Trên cái đầu niệm đó. Đầu niệm nữa đó. Cái mền đâu? Cái mền bà banh ra cho con coi, cho quý vị coi coi. Cái mền này bà đắp đó hả? Tèn ơi, đâu? Cái mền quý vị ơi, cô ơi. Cái mền bà đắp nè, đứt từng đoạn ruột. Đâu? Bà banh coi. Đã nói. Trời ơi, đâu, ban ra mỗi buổi tối bà đắp mền này hả? Rồi cái kia là cái gì? Cái kia cũng gắt hết trơn rồi. Đâu cái kia kìa. Cái kia không, gắt. Con thấy cái bên đó đó, cái bên đó đó. Cái này hả? Cái gì đó, cái đó là cái gì? Cái này cũng cái mền nè. Cái mền nữa hả? Cái mền này làm cái gì? Mền bộ lần cũng đắp đó. Đắp đó hả? Đắp sao lỗ chứ vậy? Bà giá cái gì không? Bà có giá gì không? Giá giờ nó hết giá rồi. Không, nhưng mà cái đó bà làm cái gì sao mà gắt từ lơ tứ la nè. Là bà giá lại hả? Sao mà nó gắt như vậy dữ dạ? Nó lâu năm quá. Vậy hả? Cái này dạ lâu năm quá đó phải không? Cái này nhiều năm lắm rồi. Bà gom lại đi, nó đổ đầy ở trên cái niệm bà đó. À, gom đi nghe, mò gom đi bà. Đó. Có mắt mà không thấy đường rõ. Vậy hả? Có mà không thấy hả? Ở trên nè, bà ở trên nè. Bà xích lên trên đi. Bà xích lên nè, lên trên đây nè, lên trên. Đó, bà mò nha, xích lên miếng nữa bà ơi. Đó, dạ rồi, ở trên đó đó nghe, bà mò đi bà. Đó, bà mò nha. Quý vị ơi, bà không thấy nữa, cô ơi. Đó, miếng gì đó gắt đó. Miếng
này ba cái này nên nó xé ra. Vậy là xé ra. Vậy nó bung ra cho người cái này nó một cái chân rồi. Dạ. Đứt từng đoạn ruột gì đâu. Dạ. Ừ. Bà có đi bệnh viện khám mắt không? Có rồi, năm nay năm chưa có bệnh đó. Người ta biểu đi lên thành phố, người ta rủ đi xe từ thiện người ta cho đi đó. Dạ. Đi chảnh người ta ra chữa mắt bị cơm gì đó, cơm đá. Ủa, thấy không? Rồi cái lên chảnh bị cơm nước người ta không có chữa được. Dạ. Rồi bây giờ nó muốn hỏng thấy đường rồi. Thấy mà mờ chứ. Mỗi lần thấy mờ giờ thấy chừng một. Dạ. Người ta nói là bà mổ là bà đu luôn. Ừ. Mấy chú đó nói vậy rồi về luôn. Dạ, đó. Người ta không có cho bà mổ. Không. Dạ. Ừ. Vậy bây giờ bà thấy mà thấy mờ mờ thôi hả? Thấy mờ mờ. Dạ. Ăn cơm mà gấp có ở nhà mình ăn được, mình bưng lên mình gấp chứ lại nhà đám tiệc đâu dám đi. Dạ, dạ. Ăn người ta nói mình chết. Dạ. Nói dạ. Đám dỗ đám đồ, người ta mời cũng không đi luôn. Dạ. Rồi cái con thấy màu xanh này là cái gì? Cái này hả? Dạ. Cái áo của tôi. Cái áo của bà hả? Ừ. Chứ không mày. Nè, cái ngoài trước cái này là cái gì? Cái màu hồng hồng nè. Nè. Màu hồng hồng nè. Nè. Cái hồng hồng đó dạ. Cái này là cái gì của ai vậy? Mặt khiến người ta bể ngoài đường bỏ của mấy con này nó lên nó chân. Con nào bà? Cái con này nè. Con Lu á hả? Cái này con này tên gì? Lu hả? Ừ. Lu à, con có nghe không Lu? Dạ, nghe cái quay quá hả? Ừ. Lu ơi, con ở với bà mà con uống nu hiền muội dạ? uống nu hiền muội à? Bà là... kêu con nó lên với bà không? Lên. Bà Lu kêu con. Đây là con, Lu. Lu à, Lu. Lên với ngoại. Ôi, lên với ngoại chạy lên được kìa. Cưng quá ngoại ôm đi, ngoại ôm Lu đi. Ừ. Ngoại ôm Lu cho mấy cô coi ngoại nè. Con mấy cô con ngoại nè. Hả? Cưng quá rồi, trời ơi, luôn nó cưng. Cái chia sẻ với nó đi. Dạ. Nhiều quá trơn hết đi chứ. Giờ bỏ cho tan thịt nó tội nghiệp quá. Dạ. Một bên màu đen ha, bên kia trắng. Con bên ở trên tóc à. Tôi nói với nó, con ở với ngoại đi, trừ khi ngoại chết người ta mới ăn thịt con được. Dạ. Dạ. Dạ đi chết tôi bỏ nó tan thịt nó quá. Vậy hả? Bà sợ mắt người ta ăn thịt hả? Ừ. Nó khôn dữ lắm chú ơi. Dạ. Rồi con đến đây rồi sao bà khóc? Sao bà khóc dạ? Mừng quá khóc. Yeah. Mấy chú tiếp giúp tôi mừng quá. Yeah. Đó bà ngoại nha Lu ơi, con sống với ngoại nha Lu. Sớm hôm bầu bạn với ngoại. Tối nó biết nha, chân giờ bỏ nó tội nghiệp quá, không bỏ được. Thương quá trời. Nếu có một điều ước mơ trong cuộc đời này, bà có muốn ước điều gì không? Tôi cũng biết ước cái gì, có ăn sống qua ngày tới ngày cuối đời thôi, chứ tôi giờ không mơ ước gì đâu. Dạ. Chú ơi. Biết sao mơ, mình không ăn được cái gì hết, làm sao mơ được. Dạ. Vậy là bà mơ ước có gạo, có này kia ăn thôi hả? Dạ. Chứ có tiền đồ, giờ đau chích thuốc đồ này kia, uống thuốc đồ vậy là tôi cũng mừng lắm rồi. Chứ gia cảnh gì mà mình mà không nổi cái gì đâu mà có. Phải nhờ anh em cô bác nào giúp đỡ thì mình cũng mang ơn nó ngay đi. Bé Lu nè, bé Lu ở với bà, bé Lu hiền lắm á. Bé Lu hiền hậu ghê á. Có nó hủ hỉ bằng đêm cũng vui chú ơi. Vậy à. Mình có mình mà. Trong nhà chẳng có vật dụng gì là cao quý cả. Tủ nào bà? Mấy cái tủ này hả? Ừ, ở nhà ta chê, ta ở đó, ta cắt nhà nhỏ, ta mua. Dạ. Cái giờ ta cắt nhà bự, ta chê nhỏ, ta cho mình. À. Chứ tôi không có mua được cái gì chứ. Cái tủ thờ để banh nó chơi người, giờ nhỏ bên kia, cắt nhà mới cho. Người ta gọi cũ của người ta, mớ của mình đó bè. Đó, cũng mừng lắm, nói ngay đi. Người ta cho mình cũng mừng lắm chú ơi. Mình đâu có khả năng mua nổi cái đó đâu. Dạ. Rồi à, ăn uống rồi sao? Bà cũng mò mò để nấu cơm làm đồ ăn hả? Ừ, nấu thấy mẹ nó đi. Có chết làm sao giờ? Nấu cơm nè, nhờ nấu cơm điện. Có khi nhỏ nhẹt, có khi cũng khô kệ mẹ nó đi. Khô vừa sắc thôi. Còn cá mà muốn chiên. Có bữa, có con gác nhẹt, có con sóc nhăn. Không thấy đường nữa. Yeah, yeah. Rồi,
kệ mẹ đi, chín ăn chín sống ăn sống, tôi biết làm sao vậy. Dạ. Mắt dở quá. Cũng còn thấy nó ngay chưa có đuôi nha. Mình nói quá thì nó ấy chứ như vô trong bếp nó tối á. Dạ. Rồi mình không thấy rõ. Chứ còn ngoài sáng thì cũng thấy được. Dạ. Bé Lu biết chắc con lại nói chuyện cái bé Lu chạy về đó. Chạy về đã nghe bà nói chuyện. Trời ơi, cảnh khổ vô thường. Rồi bà nói cái mùng sao, mùng nó bị gắt hả? Rồi bà kiếm bà giá lại đó hả? Dạ. Giá mà bỏ cái kéo đây mà mấy gà kiếm quá trời không thấy. Ở đây mà không thấy. Vậy hả? Ở đó mà bà không thấy hả bà? Tưởng đâu mắt rồi chứ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì bà ơi, đến với hoàn cảnh của bà, sức yếu tuổi già, sống trong cái ngôi nhà cũng nho nhỏ mà thôi, cũng trong đời sống cũng rất là khó khăn. Bầu bạn với bé chó này để làm bạn, cái tình thương của bà cũng chia sớt cho bé, dù hoàn cảnh của bà cũng nghèo, bà cũng dành một miếng ăn nho nhỏ để mỗi ngày cho bé Lu này được ăn và vui đùa với bà trong một cái căn nhà nho nhỏ nghèo khổ nơi đây. Con có nơi đây đến thì chia sẻ món quà tình thương với bà. Đó chính là món quà từ hai gia đình. Gia đình của vợ chồng cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ tặng cho bà 300.000, cùng với gia đình của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ gửi tặng cho bà 300.000. Thì ngày hôm nay bà nhận được là 600.000 của hai gia đình gửi tặng cho bà để giúp cho bà có một cái số tiền bà mua gạo ăn, sinh sống qua ngày nha bà. Tại đủ cái duyên thì con mới đến biết được hoàn cảnh của bà. Con xin trao tặng cái số tiền. Rồi bà ơi, bà có hôm nay có gia đình của cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ tặng bà 300.000, gia đình của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ tặng bà 300.000, là bà nhận về cho là 600.000. Bà có gửi lời gì đến gia đình cô Dung và chú Nghiệp ở bên Mỹ không bà? Lời cảm ơn và tôi chúc cho hai vợ chồng cô Dung và chú đó chú Nghiệp được nhiều hạnh phúc, đặng có dư giả đặng tiếp giúp những người đói khổ như tôi, cơ cực như tôi gì nè, tôi mang ơn rất nhiều. Rồi bà có gửi lời gì đến cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ không? Cũng gửi lời thăm cô đó. Cô Vicky. Và chú Hưng. Chú Hưng cũng có tràn đầy hạnh phúc đi. Đặng giúp đỡ cho những người cơ cực trong hoàn cảnh như tôi. Tôi rất cảm ơn và cảm ơn thôi chứ tôi đâu có gặp mặt được. Dạ. Cảm tạ công đức lành của gia đình cô Dung và chú Nghiệp cùng với cô Vicky và chú Hưng rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cũng cho tôi gửi lời vậy đi. Rồi. Tôi cũng cảm ơn mấy chú rất nhiều luôn. Đi ra. Rồi, bà mua thuốc bà uống nha. Bà mua gạo ăn nha bà. Bà mua với đà phờ.